Xong có xe lướt và mới về nữa nè anh chị nè. Toyota Corolla Cross 2021. À, lăn bánh được à, đúng 20.000 cây nha anh chị. Full lịch sử bảo dưỡng hãng. Xe thì à, nước sơn rin mà nó lên tới 99,9% anh chị. Chưa tốt chỗ nào. Tâm bao cho anh chị luôn nha. Nếu mà anh chị thấy phát hiện cái sơn màu đỏ này mà có một chỗ nào bị tốt lại. Thì Tâm chịu trách nhiệm ha. Chưa sơn chỗ nào xe đúng cây số và đúng chất lượng nha. Cái này thì bên Tam sẽ cam kết bằng văn bản cho anh chị ha. Tam để cho anh chị là 680 triệu nha anh chị. 600 chốt cho anh chị nhanh gọn và lẹ luôn, để cho anh chị 675 triệu. Tam thấy thị trường vẫn bán 69 nha anh chị. Tam để anh chị là 675 triệu 2021 mà lăn bánh đúng đô 20.000 cây. Đó, đúng đô 20.000 cây. Xe thì tầm bao cho anh chị là sơn rin 100% nha anh chị nha. Đó, chưa có một vết sơn nội nào luôn. Và còn mới tinh luôn chị, từ cái nội thất là còn thơm mùi xe mới luôn. Gầm bệ, máy móc, nội thất, ngoại thất mới quá mới. Bản Toyota Cross 1.8G. Nếu bản V thì xe này nó rơi vô khung khoảng 74 nha anh chị. 74 nếu xe đẹp cỡ này thì phải 74 73. Và đây là bản G, tâm bán là 675 anh chị. 675 thời điểm khách mua xe này là 820 chưa tính phụ kiện thì anh này anh lăn bánh là 845 triệu đó anh chị đó là anh nói phụ kiện gì hết hai mấy triệu đó thì tâm không biết còn mua là đúng có giấy này kia kia nọ là 820 xe này bây giờ tâm bán cho anh chị là 675 nha sản xuất năm 2021 cái mà tâm muốn nhấn mạnh ở đây là cái xe này đi rất là ít anh chị nhìn cái da, da ghế nè mới nguyên vẹn sơn rin đúng 100 nha không lỗi lầm không đâm va và không ngập nước bọc trần 5D vừa mới mua là bọc tới bây giờ luôn có nhiều người thiếu không có am hiểu anh chị nói thiếu hiểu biết là chạm tự ái không có am hiểu đó. bọc cái trần 5D là nguyên do tư vấn của những người bán hàng họ hiểu là bọc trần 5D họ bao hết bọc trần cải thảm rồi họ khuyến khích khuyến cáo để họ kiếm được chút cái tiền phụ tùng phụ kiện nó mới lên tới 20 hay mấy triệu đó anh chị lên tới 20 triệu không biết gắn cái gì đâu mà lên dữ không biết theo cái lời kể của chủ xe nha chứ tâm không có bị đặt nha xe này thì còn mới còn tốt còn rất là chất lượng nha anh chị đây lót sàn trải thảm bọc trần ghế da theo xe ga tự động glue kèn tròn qua lăng cần số thì như mới xe chạy đúng 20.000 cây sai tâm chịu trách nhiệm cho anh chị nha máy lạnh auto màn hình cam ve đầy đủ đầy nổ start top xe thì mới tinh full lịch sử bảo dưỡng bảo dưỡng hãng rất là đều đăng kiểm mới năm vỏ theo xe chưa sử dụng bánh xe cua mới tin anh chị ơi còn thơm mùi xe nha một trăm phần trăm là nguyên bản nếu anh chị phát hiện ra một tí nào mà mà lỗi lầm hay là sơn lại thì bên tam sẽ chịu trách nhiệm bằng cách là đền bù mọi tổn thất và chi phí đi lại cho anh chị nha ghế lái chỉnh điện sáu bảy anh chị xe này mới lắm em thấy nó mới kinh khủng để để làm chân đi cũng ngon anh chị thường thường mà cái xe nào tao hay nói để làm chân đi là bán nhanh không phải là mình nói để cho khách mua nhưng mà cái xe này đi thấy nó mới quá thích quá tuần thứ 33 2021 xe này đăng ký tháng 11 2021 anh chị tháng 11 2021 vỏ là còn sâu lúc chỉ cà tha ở trong nha bao cho anh chị là đúng euro 1 km nào bị tua thì tâm đền cho anh chị 100 triệu ha Tua 1 km đền cho anh chị 100 triệu. Không tô miếng nào nha anh chị nha. Bao cho anh chị luôn. Tâm có hình ảnh mua từ trong dân ra. Cho anh chị coi ha và cho số điện thoại chủ xe luôn nha. Đây cửa cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, 5 chỗ ngồi SUV. Bản Toyota Cross 2021 tháng 11 2021. Lăn bánh 20.000 cây số. 675 triệu bao rút hồ sơ nha anh chị xe 2021 nhưng mà chủ đi kỹ lắm không có một vết trầy nào vết cũ nào vết tốt nào luôn anh chị mới tin thậm chí đánh bát tâm còn không thèm đánh nữa để về đi cho nó mọc còn nếu không thì nếu muốn ngon thì mai bỏ đi đánh bát cũng được để xe cũ thì đánh bát nó sẽ mới hơn bánh dự phòng thì chưa bao giờ chạm đất nha cái bịch ni lông gì toàn tùm lum đây nè xe mới lắm cửa cốp cabo là hình như là mới 100 phần trăm anh chị chưa đụng một con ốc nào máy bảy màu luôn long lanh luôn anh chị xanh âm um, xanh lè xanh lét mới tinh xe này đẹp lắm mới dữ lắm anh chị ơi vỏ theo xe nè nhìn cái vỏ mình biết đúng chất hay không ha 675 đến chị cái gầm nè trời ơi, nó mới hơn là chủ xe chưa phủ gầm nha cái này mà nghe lời mấy ông à, mấy ông à, mấy ông kia mày bài vẽ phủ gầm nữa cái thôi rồi lựa mơ luôn chưa có phủ gầm mới dữ lắm anh chị mới tin à. xe ở đất bình dương rồi mà còn gì phải nói nữa từ gầm nè máy nè nội thất nè vỏ lớp nè mâm đĩa nè 675 á tâm đề anh chị là 675 anh chị thấy phù hợp thì nhắc máy alo ủng hộ nha tầng thứ 33 2000 tầng thứ 36 2021 vỏ lớp theo xe còn dày cui bao cho anh chị là đúng chất đúng đúng định lượng đúng chất lượng xe quá tốt anh chị xe này mà anh chị mua về thì chỉ có phải thấy vừa ý thôi chứ chả thấy khát vọng chỗ nào hết tâm tâm kiểm tra rồi xe này nó rất là tốt nó tốt tuyệt hảo tuyệt vời luôn anh chị ơi bởi vì người ta đi người ta giữ cắt một cái chòi riêng để cái xe này nè không có để ngoài nắng một ngày nào hết mới lắm vô thấy cái xe thì không biết nói chung là mình không mua là người khác mua liền mấy ông lái ở sài gòn là đang chạy lên mình vô mình thấy là thôi mua mua lẹ mua nhanh đi về có mà bán xe tốt cho anh chị cho bà con chờ mua mấy cái xe lỗi mấy cái xe tầm bậy tầm bạ mấy xe tua hồ về bán bởi hết bởi xô bởi bởi bầu hết mua mấy xe này bán mà không lấy thương hiệu không lấy uy tín nữa thôi làm gì ăn nữa rất là uy tín rất là thương hiệu với cái những sản phẩm này nó sẽ đưa mình lên một cái level tuyệt vời hơn anh chị mình bán cái xe tốt nè bảo đảm bà con sẽ mua rồi giới thiệu cho anh em bà con dòng họ tới mua nữa còn mình bán cái xe mà bị lỗi rồi đó, lừa người ta rồi đó, bán xong á rồi về người ta hận mình luôn chứ mua bán gì nữa xe này nó tốt anh chị ơi nó tốt dữ lắm luôn nó tâm, đánh giá xe này là còn trên chín điểm nha trên chín điểm hai chục ngàn cây Toyota Cross 2 tháng 10 2021 chạy mới có hai chục ngàn sơn riêng cả xe và còn mới tinh thơm mùi xe mới 675 triệu bao rút hồ sơ đó anh chị thì à, thời điểm mua xe này là 820 6, 6 7 thì nó rẻ hơn khoảng được trăm rưỡi trăm anh chị rẻ hơn nữa kiếm đầu ra còn bản vơi người ta bán lịch nhau có 50 anh chị ơi bây giờ ta bán 700 mấy không á à? 755 triệu 2022 mà màu xanh màu xanh chứ không được màu đỏ nữa 755 triệu 2022 bản vơi thì anh chị nghĩ coi đúng không 755 trên lịch xe này tới trăm triệu lần mà màu xanh mà chạy nhiều xe này tâm chạy có 20.000 cây à màu đỏ tâm bán là 675 bao rút hồ sơ anh chị thấy phù hợp không em đưa ra cái giá nào anh chị cũng thấy vừa ý và phù hợp hết á bởi vì mình mà muốn bán hàng có thiện chí thì khách hàng rất là dễ mua sản phẩm tốt chất lượng tuyệt vời chứ đừng nói là ổn định chất lượng tuyệt vời và giá cả thì phù hợp đó hôm nay tâm để là 675 đăng kiểm mới xe mới tin không có gì để bàn hầu như là mới quá mới luôn anh chị nè từng con ốc từng ngõ ngách từng cái bình nước phụ nó mới cỡ này thì có gì đâu mà phải suy nghĩ hả anh chị ha Ken xà len đây là một con xe tâm bán bao cho khách hàng của mình nha 675 triệu Uh, Toyota Corolla Cross 2021 đăng ký tháng 10 một đời chủ mua mới không một vết sơn nội 100 phần trăm là nguyên riêng cửa cốp cabo là chưa hề mở xe tuyệt đẹp giữ gìn đó gia đình đi một chủ từ đầu mới tin nói chị thấy không mới hết biết ha anh chị mà yêu thích ô uh, tô di tâm á, thì uh, xin hãy cho một đăng ký nha bấm nút đăng ký để sản phẩm tâm về á. tâm đăng lên làm chị sẽ thấy à chứ để tâm đăng là tâm bán mấy ngày rồi anh chị mới hỏi sẽ còn không là họ mua mất tiêu à, anh chị ơi đây là một con xe rất là hài lòng và với nó tuyệt vời làm sao luôn á. để uh, khách hàng có được những cái xe này thì tâm cũng săn lùng nha rất là nhiều nơi nhiều anh em nhiều đại lý nhiều nơi uh, anh em để gom chắc mót lại có được những cái xe hợp lý chất lượng để phục vụ quý cô chú anh chị ông bà. Đó, đến xem xe, trải nghiệm và ủng hộ ô tô Di Tâm, nhiều sự lựa chọn tại công ty. Đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời và hoàn hảo với con xe này. Bản Cross thì anh chị biết rồi ha. Nó vừa cao SUV vừa sang, vừa đẳng cấp và vừa tiết kiệm và vừa bền và lướt nhẹ nữa, đi sướng lắm. Cảm giác lái của nó là ân ý. 1.8 bản G. Máy nó giống như là cái xe máy nó giống như cái xe Atis 1.8G anh chị, máy nó tương tự, đi đã lắm, bao sướng, bao phơi, mà được cái gầm cao nữa, cảm giác lái sướng lắm, tính năng thì đầy đủ quá, chả thiếu gì hết. Rồi, cái này thì bên Tâm để giá như vậy nha anh chị nha, là giá Tâm đưa ra là à, uh, à, uh, uh, 675 triệu bao rút hồ sơ. Cái này thì anh chị về sang tên đâu đó nó rơi vô khung khoảng 10 triệu hơn 10 triệu anh chị ha. Nếu anh chị thật sự có nhu cầu mua xe SUV gầm cao bản Cross này mà đang tìm kiếm một con xe đẹp, xe lướt, xe cọp thì hãy liên hệ trực tiếp cho ô tô Duy Tâm 0917 215 512 đến xem xe tại công ty và sẽ được trải nghiệm cũng như là chạy thử kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như là mặt hàng này đó nó tốt tới mức độ nào mà Tâm nói kỹ và nhiều như vậy thì anh chị có thể là đem tới hãng Toyota dẫn thầy dẫn carai dẫn các kiểu tới là để kiểm tra và minh chứng nếu mà tâm nói sai thì tâm sẵn sàng phụ xăng cộ với anh chị đi lại cũng như là đền bù mọi cái thiệt hại khi mà mình nói một cái lời nói nó không có chuẩn cũng như là làm một cái video mà không có ý nghĩa để lừa khách hàng, lùa khách hàng tới để coi hàng của mình, không có đúng là tâm phụ tiền xăng cho anh chị đi lại ha. Như vừa rồi tâm bán cái satafe cũng vậy. Ông bạn đâu nếu mà tôi lên xe không đúng là ông phải trả tiền xăng cho tôi nha. Ok anh lên đi. Xe không đúng tôi trả cho anh một triệu. Nhưng mà hơn á, ông đó ông lên ông chốt á chứ ông mà không lên ấy, bữa đó tầm đổi được cái xe kia còn ngon nữa khách ngày đó điện mấy chục người luôn hẹn lên coi lên coi lên coi mà ông lên sớm quá ông mua mất tiêu rồi nên không có xe còn đây là con xe nó tuyệt vời luôn còn không biết anh chị đánh giá như thế nào chứ tâm đánh giá xe này là cho 9 điểm 9 điểm trở lên đó nó tuyệt vời nó hoàn hảo nó quá là ưng ý xuất sắc không có điểm trừ và cũng cảm ơn anh chủ này quá kỹ và cẩn thận với một con xe mà phải nói là đi là cuối 2021 tới nay mà chưa có tốt chỗ nào thì quá hay rồi quá quá tuyệt vời quá sức chúng anh chị sơn riêng trăm phần trăm và không có một cái tí gì gọi là lỗi làm luôn tâm chốt cho anh chị 675 anh chị ưu ái thì liên hệ cho tâm để sở hữu em nó nha xin cảm ơn anh chị hẹn gặp lại anh chị ha